tụi ông kia ngày nay giờ mà nhóm poco chỉ mới giống chế này giờ miền poco ôi thôi mình tay mà trang thôn bốn á hai mà to mà tiết này giờ miền mà rồi to tiết đấy sản phẩm nhóm ôi đây đời chăn ngang bốn á thì giống chế bấy hay giờ miền đầu xoài mùi tiết đấy tụi mà tiết giờ miền poco ở sản phẩm hay là mà rồi to giờ sản phẩm trong cái sản phẩm sản phẩm hay á tụm một chút trên sông với trên sân là bây giờ dân quên bỏ lên nó cười chma tiết á tụm mất dân quên bỏ vì lỡ chấm á hay dân chỉ phải cười chma vì lỡ tiết dân đã chấm á là mày ốc lắm á dân chỉ phải vừa sọc trong nó tập bây giờ chỉ vẫn bỏ lên lưng rồi chim ăn trứng ốc là làm lưỡi ngón đi bắt tao mới nhưng chắc đang bật cắt lên là bây sao cô cố tao mới tiếp những đâm cô là cây á tâm thì anh chất sợ bỏ mình đấy tụi anh chế nó đặt tiếng anh chặt tất chỗ và tôi một tiết như nạp phô cô hay nằm rồi tốt chỗ đặt con lực cây lực hồi xoay mà đến cái gì mong bỏ lần tích tao mất tích chân chu cờ rập đấy hai em chưa thử giống ếch thế nhưng dương phu à bay cái đầu chị bay nhé thế nhưng chắc đam chung gì á tao mất tích nhưng phải khỏi mà đặt tận nó cũng oi dịu cho dương lăng không ai ước hai dân bông bận tích một cái chân hành tôm cỏ hóm chân hành sẽ đào sẽ tiếp chương hành tôm xó chương hành sẵn sàng với kia tiếp chương hành mật tế và tôm tiếp chương hành croatia đã mới chỉ vậy giật tật á yang kip ya tak apa tập ăn phú nào là đặt bầu đặt tập đại chó tập bảy chó của mày yêu không khấn nó dương cắt đạn tới cắt khấn oi khấn ấy nó ban lò cô dùng strong bán á là strong attack sân
ងហាន់ពូកគោហើយហ្មងហើយល្អមែនតើហ្មងយើងហាន់វាស្ដាងស្ដាងចឹងមកយើងស្រួលញ៉ាំណាពេលយើងញ៉ាំទៅវាចូលជាតិល្អមកទៀតយើងញោមពុះគោយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសចូលក្នុងកធនមកទៀតដាក់ទឹកត្រីចូលម្សៅស៊ុបស្ករសហើយយើងច្របល់គ្រឿងយើងឲ្យសព្វសិនណាអូយណាយើងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចូលបន្តមកទៀតពុះគោហើយយើងច្របល់ពុះគោនោះឲ្យសព្វជាមួយគ្រឿងសិនមកទៀតយើងដាក់ចិញ្ចើមចេកចូលហើយនឹងស្ពៃក្តោបចូលដែរហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វសិនណាយើងដាក់ជីនិងការ៉ុតចូលទៀតយើងច្របល់សក់មកអូយខ្នងមែនតែនហ្មងទីណាសណ្តែកដីចូលអូញោមយើងច្របល់មែនតែនគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងហ៎ហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនហួរច្របល់ខ្លាំងហ្មងនេះញោមមកយើងបានទឹករាល់ណាញោមពុះគោមកយើងបានទឹករាល់អូយច្របល់មែនតែនហ្មងហ៎មែនបងប្អូនអើយក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយឲ្យគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងហ៎ดูละเพียบ้านเถินมันน่ะตะนองคลั่งหมกอ่ะมีปลาหลายมีไอ้โอ้ยโตจิตคือชงั้นนะชั้นเหมือนเต็มโอ้ยชั้นคลั่งอ่ะបងប្អូនមកណែអូយតន្មងមែនតែនហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងជាតិហ្មងហើយល្អហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងទៀតនេះអូយតន្មងខ្លាំងមែនតែនហ្មងខ្លាំងចាប់រហូតចាប់រហូតមកគេរុំចូលជាតិល្អឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើញ៉ាំមួយបាយវាឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំម្ដងឆ្អែតសោះឆ្ងាញ់ពេកអូទៅដល់មែនតើហ្មងអូយBye-bye. Bye-bye.